con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30 mét, có một bụi cỏ cách gốc cây 31 mét. Đố bạn làm sao con hổ ăn được bụi cỏ? Hổ ăn cỏ. Chính xác, hổ không ăn cỏ các bạn. Các bạn quá tài năng luôn, mình khó nào loài được. Không được, không được chắc nữa đâu chứ. Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ gì? Vậy bây giờ ba bạn đang ở vị trí nào trong cuộc đua đó? Thứ gì? Chính xác, rất thông minh rồi. Rồi mà ba chỉ tiếp tục đứng giữa sân khấu. Câu hỏi sắp hết rồi, câu chưa ạ? Có một đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rầm, hỏi chết mấy con? 15. Chính xác, 15 con. Có hai người đánh cờ trước cửa nhà, mỗi người đều đánh 5 ván và mỗi người đều thắng 3 ván, hỏi vì sao? Thời gian hai người không đánh với nhau. Rồi thế không? Miệng gì? Chú ý lắng nghe nha. Miệng gì nóng nhất? Miệng đời. Miệng nóng nhất là miệng núi lửa. Rồi làm gì nữa sao? Rồi. Câu cuối cùng không vậy ạ? Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Ông hút chính xác. Vâng, xin chúc mừng đồng chí Minh Ngọc. Và đồng chí sẽ là người nhận phần quà đặc biệt trong chương trình sinh nhật ngày hôm nay. Xin mời đồng chí đứng ở giữa. Sau đây trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Trung, bí thư chi bộ, chính trị viên đại đội sẽ lên trao quà sinh nhật cho các đồng chí có sinh nhật trong tháng 9 ngày hôm nay. Trân trọng kính mời đồng chí ạ. Cũng như là sẽ ghi lại những kỷ niệm của đồng chí trong cuộc đời quân ngũ chúng ta.